Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó ghi nhận, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao 6 tháng năm 2018. Cụ thể, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khai thác dầu khí với 2,17 triệu tấn quy dầu, đạt 106% kế hoạch 6 tháng và 56% kế hoạch năm tập đoàn giao. Tổng doanh thu ước tính 18.294 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước là 4.935 tỷ đồng. 6 tháng còn lại của năm 2018, PVEP đặt mục tiêu hoàn thành sản lượng khai thác đạt 1,89 triệu tấn quy dầu và mục tiêu sản lượng khai thác cả năm đạt 4,06 triệu tấn quy dầu, cũng như hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn giao. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những tham luận, trao đổi, đưa ra các giải pháp cụ thể tập trung vào các vấn đề như phát triển mỏ để đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng, các giải pháp tái cơ cấu, thực hiện đầu tư, cũng như các giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải trong lĩnh vực tài chính. Thay mặt lãnh đạo tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Thập biểu dương những thành tích mà PVEP đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đóng góp lớn vào thành tích chung của cả tập đoàn. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quốc Thập cũng đề nghị PVEP tập trung triển khai ngay những giải pháp đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ của những tháng cuối năm.